cuộc đời luôn cay đắng, nên đừng trông mong câu công bằng. Do tư duy ngày nay hình thành nhân cách, cũng chính những danh lời làm đổi thay bao nhiêu con người. Mỉm cười tươi nhưng sâu trong lòng sao găm đã dự phòng. Đồng tiền cho ta thấy những ai thương bên ta lúc sang giàu. Khi xa cơ nhân ra chẳng còn được ai. Mau mù sống chung nhà cùng mẹ cha con như nước lá, thì xá chi thăm giao xa là tình nghĩa ngang qua. Không một ai sẽ sanh bước chung đoạn đường dài, vai kề vai đi bên nhau những ngày trông gai. Đúng và sai có những kẻ chỉ xem bên ngoài là vội phán ngay. Người thấp kém nghèo hèn xưa đến nay chắc chắn là sai.